Chào quý vị các bạn, trên tay mình điện thoại về Smart Aris đang được chờ thay mới chân sạc tại di động cao cấp.vn. Khi điện thoại về Smart Aris bị lỗi hỏng chân sạc, cần một địa chỉ thay mới chân sạc pin cho điện thoại về Smart Aris, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại về Smart Aris nói chung và phần chân sạc pin của điện thoại về Smart Aris nói riêng thay mới vị các bạn khi cần. Vì các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc pin trên điện thoại về Smart Aris nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc pin trên điện thoại về Smart Aris, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.